Bạn đã từng ăn gà om chưa? Đúng vậy, tôi không biết sai. Chính là cái này, dầu. Bên kia khu phố là một con hẻm. Cửa hàng đầu tiên trong con hẻm là cơm gà om. Chắc là lâu đời rồi. Bảng đèn LED của cửa hàng hơi cũ. Thiếu một chữ lửa bên cạnh chữ, dầu để thành chữ om. Trong bóng đêm, con hẻm không có đèn trông như một con quái vật nuốt người, chờ người qua đường vô tội đi vào miệng của nó. Tôi là lập trình viên, hôm nay lại tăng ca đến sáng sớm. Khi kéo cơ thể mệt mỏi đến khu phố, bụng đột nhiên kêu không ngừng. Nhìn thấy quán cơm gà bên cạnh vẫn đang mở cửa, liền nhấc chân đi qua. Cửa hàng này đầy dấu vết của thời gian. Trong giây lát tôi có chút do dự, ăn đồ của nhà này sẽ không bị tiêu chảy đấy chứ. Bụng lại kêu lên, tôi liền thở dài, vẫn đi vào. Cửa hàng không bật điều hòa, nhưng vẫn lạnh, và không có một khách hàng nào. Bà chủ ở quầy đang cúi đầu ngủ gật. Điều kỳ lạ là vào một ngày nắng nóng, bà ấy lại mặc áo khoác bông dày. Nghe thấy tôi bước vào, bà ấy ngẩng mặt lên, có thể là sức khỏe không tốt lắm. Mặt bà chủ hơi trắng bệch, bà ấy nhìn tôi, giống như nhìn thấy một thứ gì mới lạ. Nghiêng đầu không nói chuyện, tôi bị nhìn chằm chằm, không nhịn được mở miệng phá vỡ sự im lặng. Một phần gà om, bà chủ gật đầu, ra hiệu đã biết, nhưng lại không nhận tờ 100m tôi đưa tới. Giọng bà chủ khàn khàn bảo không nhận được. Tôi cau mày, hiện nay rất ít người sử dụng tiền mặt, nhưng cửa hàng này cũng không giống như có thể thanh toán trực tuyến. Khi tôi đang suy nghĩ, bà chủ khóe miệng co giật một chút, có vẻ như đang cười. Cô cứ ăn trước, lát nữa đến cửa hàng nhỏ trong hẻm đổi chút tiền lẻ là được. Đây là một ý kiến hay. Tôi gật đầu cảm ơn, đi đến trước bàn, thầm nghĩ trong hẻm này còn có tiệm khác, sao ban ngày tôi không thấy nhỉ? Vừa định ngồi xuống, đột nhiên bị bà chủ nhắc nhở, đừng ngồi đó, ngồi bên này. Trong cửa hàng không có ai, còn phải ngồi đúng chỗ. Khi tôi nhướng mày, tôi định tức giận, nhưng nghĩ đến vừa rồi bà chủ, rất lịch sự, đành phải nhịn nóng ngồi vào bàn mà bà ấy chỉ. Vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở đoạn phim đang xem giờ, bên tai đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của bà chủ. Gà on đã có rồi. Tôi nhìn lên, một món ăn và một bát cơm đã đặt trên bàn. Bà chủ vẫn đứng ở quầy cách đó mấy mét. Thật kỳ lạ. Bà ấy dường như luôn ở đó. Vậy ai đã mang đến? Tôi không thể nghĩ nhiều nữa, nhìn thức ăn bốc hơi, cầm lấy đũa liền ngấu nghiến ăn. Thịt vừa vào miệng tôi liền cảm thấy không đúng. Rõ ràng nhìn rất nóng, ăn vào lại thấy lạnh. Nhai một chút, hương vị cũng không đúng lắm. Cho dù là ức gà, cũng không thể vừa cứng vừa khô như vậy. Tôi nhổ miếng thịt ra khỏi miệng, đập bàn một cái vừa định mắng, liền bị một màn trước mắt làm cho lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Vừa rồi quán còn lạnh lẽo trống vắng, bây giờ lại trở nên quá đông đúc. Ngoại trừ bàn của tôi, các bàn khác đều đầy người, có già có trẻ, đang ăn cơm không nói một lời. Hàng chục người trông rất náo nhiệt, nhưng bây giờ thật đáng sợ, ngay cả âm thanh nhỏ của đũa hay tiếng nhai thức ăn cũng không có. Tất cả đều cúi đầu lặng lẽ ăn. Những người ngồi cùng bàn thậm chí còn không hề giao tiếp bằng mắt. Có gì đó không ổn. Tôi không còn tâm trạng để ăn nữa, bỏ đũa xuống, vừa định đứng dậy, đột nhiên một ông lão run rẩy bước vào cửa. Ông ta nhìn quanh cửa hàng, phát hiện đã đầy chỗ rồi. Lúc này mới đưa mắt nhìn đến bàn của tôi, nhẹ nhàng ngồi đối diện tôi. Cô bé, ngồi xuống đi. Ông lão tuy có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là một người có thể nói chuyện. Tôi ghé đầu qua vừa muốn hỏi một câu. Ông lão đột nhiên im lặng. Một phần gà om đã được đặt trước mặt ông. Tôi nhìn lên, một người phục vụ mặc áo màu đỏ đang cầm một cái đĩa rỗng lướt về phía bếp. Đúng vậy. Người phục vụ này mặt tái nhợt, chỉ có hai má rất hồng, dưới áo khoác dài màu đỏ, hai bàn chân nhón lên rất cao, thân thể hoàn toàn bất động hướng về phía trước chuyển động. Tôi hít một hơi khí lạnh, nắm lấy tay ông lão. Ông ơi, đây là chuyện gì? Ai ngờ cánh tay của ông lão lại nhẹ và giòn. Tôi chỉ dùng lực rất nhẹ đã nghe thấy tiếng vỡ. Tay phải của ông lão nhẹ nhàng buông xuống. Ông ấy nhìn tôi chằm chằm, tay trái nắm tay phải, rắc một tiếng liền bình thường lại, hình như bị làm phiền. Ông lão không nói chuyện với tôi nữa, cúi đầu và bắt đầu ăn. Ông ấy càng ăn càng gấp, chẳng bao lâu sau, liền cầm cả nồi lên, dùng móng tay xe, tìm một vết rất rộng trên cổ, đổ hết cả nồi thịt vào. Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, trong lúc vội vàng còn làm đổ ghế, chạy về phía cửa, sắp ra khỏi tiệm. Bà chủ đột nhiên chặn cửa, tôi thở hổn hển và dừng lại, mặt đầy sợ hãi. Bà chủ này rốt cuộc là người hay ma? Tại sao bà ta ngăn tôi lại? Quý khách, cô vẫn chưa trả tiền. Bà chủ vẫn là khóe miệng co giật, nụ cười quỷ dị. Tôi lấy ra tờ 100 ban nãy. Bà chủ lắc đầu, kiên định nói, xin lỗi không nhận được. Tôi nói vậy không cần nhận nữa, rồi hét lên, nhìn bà chủ không chút động lòng. Cho dù tôi đến cửa hàng nhỏ trong hẻm đổi tiền, bà cũng phải tránh ra trước đã. Bà chủ liền cười nói sợ cô bỏ chạy, để lại chút gì thế chấp đi. Bà ta đưa tay ấn mạnh vào ngực tôi, tôi chỉ cảm thấy rất đau. Vẫn chưa hét thành tiếng, cơn đau lại biến mất như thủy triều. Chỉ cảm thấy hơi trống rỗng, tiền đặt cọc trong tay bà chủ là một miếng thịt đỏ cỡ nắm tay đang đập từng cái một.
Đó là trái tim tôi, đổi tiền rồi quay lại lấy nó. Nửa đêm tôi đi ăn cơm gà om, không ngờ vào lại là một cửa hàng ma. Tôi rút ra 100 để trốn thoát. Bà chủ nói không được, trực tiếp lấy đi trái tim tôi. Tôi ôm chặt ngực, loạng choạng bước vào con hẻm tối tăm. Tôi nhớ rõ đây là ngõ cụt, không có gì ngoài một đống rác. Nhưng giờ phút này ngõ nhỏ lại không nhìn thấy cuối. Hai bên còn có một số cửa hàng nhỏ. Điều kỳ lạ là những cửa hàng này không có bảng hiệu, ánh sáng cũng kỳ lạ. Có người đốt vài cây nến, có người treo một chiếc đèn lồng. Tôi do dự rời bước. Bên người đột nhiên vang lên một tiếng kêu. Cô bé mua đồ không? Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đứng trước kệ. Trên đó đầy chai lọ, bên trong lại mờ ảo nhìn không rõ. Một cái đèn đỏ nhấp nháy treo trong cửa hàng, ánh sáng qua lại. Thỉnh thoảng bỏ qua khuôn mặt của chủ cửa hàng. Tôi thấy rất quen, lúc sau mới nhận ra đây không phải là đèn báo động trên xe cứu thương sao. Tôi lấy can đảm tiến lên, ông chủ tôi muốn đổi tiền lẻ. Chủ cửa hàng cười hai tiếng, xin lỗi, cửa hàng nhỏ không đổi, cô phải mua một cái gì đó. Tôi liếc nhìn các kệ hàng, tôi không thiếu gì cả. Cái rẻ nhất của chú là gì, sao không thiếu? Đây không phải là thiếu đồ sao? Nói rồi anh ta lấy một cái lọ từ trên kệ đưa cho tôi. Trái tim đây, cảm ơn đã mua. Tôi lấy cái hộp, đưa tờ 100 kia. Chủ cửa hàng cầm tiền giấy tham lam ngửi một chút, nhận của cô 83, đây là tiền thối, tôi không hiểu. Ý chú là sao, không phải vẫn là 100 sao, sao chú lại trả lại cho tôi? Đúng rồi, chủ tiệm vẫy tay, quay lại rồi đóng cửa. Lúc này tôi mới phát hiện cửa hàng này lại là một chiếc xe cứu thương, không biết có phải là ảo giác không? Nhìn tờ tiền trong tay, đột nhiên có một loại ấm nóng như máu. Nó giống như đang cầm một phần của chính mình. Tôi ôm cái lọ quay lại cửa hàng gà om, chỉ một lát thôi. Cửa hàng đầy khách, lại đã chẳng còn ai. Chỉ thấy một thiếu nữ vẫn đang ngầu nghiến nước súp trong đĩa. Lưỡi thè ra dài hơn một mét. Tôi run rẩy, trực tiếp lướt qua. Điều bất ngờ là, bà chủ không có ở cửa hàng. Trước quầy là một người đàn ông trung niên đang căng thẳng. Nhìn thấy tôi, người đàn ông vô thức lùi lại vài bước. Lập tức ngạc nhiên kêu lên, em gái, cô cũng là người sống. Tôi vô thức nhìn qua. Người đàn ông mặt hồng hào, đúng là một người bình thường. Tôi đã nói rồi, hôm nay còn chưa ăn gà om, sao tôi có thể nhìn thấy bạn? Tôi đã đến ăn lần thứ ba, rất vui được gặp. Tôi hơi ngạc nhiên, anh biết nơi này không đúng, còn đến ba lần. Anh ta thở dài nói, con gái tôi sắp đi rồi. Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác. Nghĩa là sao? Tôi vừa định hỏi. Bà chủ bước ra từ bếp, cười quỷ dị mời ngồi. Tôi lập tức đưa tờ tiền đó để đổi lại trái tim tôi. Bà chủ cũng giống như chủ cửa hàng trước đó, lấy tiền giấy và ngửi. Sau đó lại vẻ mặt hài lòng trả lại cho tôi, rất vui được tiếp đại quý khách. Tôi quay đầu, nhìn thấy anh ta đang ngồi bên cạnh cô gái lưỡi dài, hoàn toàn không nhận ra có gì sai. Tôi vội vàng đi tới, kéo anh ta lên, đừng ngồi đây, kéo anh ta đến bàn khác ngồi xuống. Người phục vụ lập tức mang gà om lên. Anh ta không thể chờ đợi để ăn một miếng. Nhìn lên mới thấy cái bàn kia có cô gái lưỡi dài liền giật mình. Cảm ơn cô gái, cũng may vừa rồi có cô. Anh ta lau miệng, có vẻ như một miếng là đủ. Tôi phải vào con hẻm, còn có việc phải làm. Bệnh của con gái sắp không chịu nổi. Anh ta đi đến bên bà chủ, thanh toán bằng tiền giấy. Bất ngờ là, bà chủ cầm tiền giấy lại cười quỷ dị. Tiền vừa đúng lúc rất tốt. Nhìn bà chủ không định trả lại tiền giấy cho mình. Anh ta hoảng sợ đến cực điểm. Không thể nào, không thể nào. Sức khỏe tôi rất tốt. Con gái tôi vẫn đang ở bệnh viện chờ tôi về. Tôi không tin. Anh ta quay người và chạy ra ngoài cửa. Bà chủ không vội vàng đưa tay ra đánh vào sau đầu. Anh ta toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Trong khoảng khắc cuối cùng, anh ta nhìn tôi như cầu xin sự giúp đỡ. Tôi cắn răng, quay đầu vờ như không thấy. Bà chủ một tay nhặt anh ta lên, dễ dàng như cầm một củ hành. Khách nhân theo tôi vào bếp lấy tim thôi. Trong lòng tôi có một suy đoán đáng sợ, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể đi vào bếp. Cảnh tượng đẫm máu trong tưởng tượng không xuất hiện. Bên trong có mấy bộ đồ dùng nhà bếp. Điều kỳ lạ duy nhất là một lu chạm khắc khổng lồ. Bên trong chứa đầy chất lỏng kỳ lạ màu vàng nhạt. Mùi hương rất đặc biệt. Bà chủ lấy trái tim tôi ra khỏi một cái lọ, nhẹ nhàng vỗ một cái là đưa vào ngực tôi. Trái tim tôi ấm áp, lại cảm nhận được nhịp đập nặng nề của nó. Tôi không dám ở lại lâu, vừa quay người muốn chạy, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét đau đớn phía sau. Tôi vô thức nhìn lại, người vừa nãy đã trần trụi chìm dần trong nước, bị bà chủ ấn đầu vẫn đang cố hết sức. Gà om chính là người.